Việt Đạt, tình cũ của Hoàng Thùy Linh trong scandal lộ clip 15 năm trước, hiện tại sống ra sao? Năm 2007, cả xã hội xôn xao trước đoạn clip của Hoàng Thùy Linh và bạn trai. Thời điểm đó, Hoàng Thùy Linh đang là cái tên nổi đình nổi đám trong showbiz. Khi đó, cô gái trẻ đang đảm nhận vai trò nữ chính trong Nhật ký Vàng Anh. Đoạn clip của Hoàng Thùy Linh nhanh chóng gây xôn xao khắp cõi mạng và nhân vật nam chính trong clip của Hoàng Thùy Linh cũng khiến không ít người phải tò mò. Người trong clip có tên là Việt Đạt. Khi đó, nhiều câu hỏi được đặt ra: Việt Đạt là ai? Bố Việt Đạt là ai? Việt Đạt là con của ai? Hàng loạt câu hỏi đặt ra liên quan đến nhân vật mang tên Việt Đạt. Theo đó, Việt Đạt nổi tiếng là một thiếu gia có điều kiện và ăn chơi không phải dạng vừa. Trước Hoàng Thùy Linh, chàng trai này từng hẹn hò với vô số hot girl chân dài khác, sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Việt Đạt được đi du học nên phong nền văn hóa khá thoáng và cởi mở trong chuyện yêu đương. Được biết, Hoàng Thùy Linh và Việt Đạt hẹn hò từ năm 2005, thời điểm xảy ra sự cố phát tán clip của Hoàng Thùy Linh, nam chính đang đi du học. Đoạn clip sau khi phát tán đã khiến Hoàng Thùy Linh suy sụp hoàn toàn, từ một ngôi sao tuổi teen đang được công chúng yêu mến, nữ ca sĩ nhận lại nhiều gạch đá, bối rìu từ dư luận. Để tránh ồn ào, sau khi lên tiếng xin lỗi, Hoàng Thùy Linh đã ở ẩn suốt một thời gian dài để ổn định tinh thần, cũng như để dư luận lắng xuống. Sau ồn ào không đáng có, Hoàng Thùy Linh và Việt Đạt quay trở lại cuộc sống đời thường. Trong khi đó, phía gia đình Việt Đạt mong muốn cưới Hoàng Thùy Linh về làm dâu, tuy nhiên lời đề nghị này đã bị nhà gái từ chối. Bị đàn gái từ chối tình cảm, Việt Đạt quay lại nước ngoài tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Hiện tại sau hơn 15 năm, cuộc sống của hai người đã có nhiều đổi khác. Được biết sau sự cố, Việt Đạt trở lại nước ngoài tiếp tục việc học. Mới đây, các hình ảnh hiện tại của Việt Đạt được hé lộ, khác với thân hình gầy gò cách đây 10 năm, tình cũ Hoàng Thùy Linh hiện khá chững chạc và phong độ. Hiện tại, Việt Đạt đã lập gia đình và có một bé trai kháu khỉnh. Mặc dù vậy, Việt Đạt vẫn chọn cho mình cuộc sống kín đáo, không ồn ào. Trên Facebook cá nhân của mình, anh cũng giới hạn nội dung nên ít ai biết được anh đang sống tại đâu, làm gì. Chỉ có một vài hình ảnh trên trang cá nhân của mình cho thấy anh đang sống cùng người vợ xinh đẹp. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra Facebook của vợ Việt Đạt. Cô thường xuyên khoe ảnh du lịch cùng gia đình mình. Được biết vợ của Việt Đạt từng là du học sinh của một trường đại học nổi tiếng tại Anh Quốc. Nếu như Việt Đạt khá kín tiếng, sống yên bình thì Hoàng Thùy Linh lại khá sôi động. Đứng dậy sau thị phi, nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã nhanh chóng lấy lại vị thế, khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Việt. Cô nhanh chóng trở thành chủ nhân của hàng loạt hit triệu view. Hoàng Thùy Linh luôn biết cách làm mới bản thân để không đi vào lối mòn. Cô khai thác thế mạnh bản thân ở những thể loại âm nhạc khác nhau, đặc biệt thành công ở thể loại âm nhạc dân gian đương đại. Sự thông minh, đầu tư công phu và nhạy bén đã giúp Hoàng Thùy Linh trở thành ngôi sao triệu view và vươn tầm quốc tế. Sức ảnh hưởng âm nhạc của cô gái gốc Hà Nội đã khiến nhiều quốc gia khác phải nể phục và yêu mến. Thừa thắng xông lên, Hoàng Thùy Linh còn tiếp tục thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất và cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thành công, Hoàng Thùy Linh không chối bỏ quá khứ. Trong ngày ra mắt cuốn tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng, Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ câu chuyện của mình một cách tự nhiên và đầy hàm ý. Trong cuốn sách, cô không hề né tránh bất kỳ một sự kiện nào. Hoàng Thùy Linh ra cuốn sách này không nhằm thanh minh hay giải thích bất kỳ điều gì. Với cuộc đời cô, tất cả mọi chuyện đã diễn ra như thế.